Chào tất cả anh em, mời anh em cùng xem một hình cơ thể chọn lọc. Đó con pháo ba chốt. Ba chốt này xếp dày nhưng mà nó có tác dụng gì sao? Bên xanh còn pháo và chốt. Đỏ đi tiên. Ta xét nước đi đầu tiên là đỏ quay trở về, quay vào sát cục. Nhưng bên xanh không vội vàng vô chốt. Trong khi tượng này đang bị chốt đuổi thì tượng phải lên. Quan sát một lúc thì xanh chỉ việc ra chốt thôi. Sẽ là hòa cờ, đỏ không làm gì được. Ta quay lại hình cờ ngay ban đầu luôn. Nước đi chính xác là pháo quay về đuổi chốt. Nếu ra trường hợp chốt vô hoặc là pháo tấn lên cũng đều là như nhau thì vẫn bị pháo ăn chốt và vỏ sắt cục. Thì pháo qua cạn thì pháo đỏ tấn, pháo lui thì pháo tấn. Đến đây hết cờ đi, buộc phải đi pháo, pháo tấn. Nếu pháo ép ra thì bên đỏ đi nước chờ thôi, tướng lên thì pháo qua vô thôi. Pháo đỏ ép, xanh đang bị chích ngợp. Ta quay lại hình cờ, ta cũng vẫn đi lại nước đầu tiên là pháo về đuổi chốt. Trường hợp chính xác nhất là pháo phải xuống. Ta xét trường hợp đỏ vội vàng ăn pháo, chốt xanh ăn vô. Đến đây hòa rất rõ ràng, tượng lên thì chốt ra, tượng về thì chốt vô, sẽ hòa cờ, tượng lên không làm gì được. Ta quay lại hình cờ ngay từ đầu luôn. Nước chính xác nhất là pháo cũng kéo dài để đuổi chốt. Nếu mà pháo xuống, nước này pháo qua hòa rồi. Bây giờ bên đỏ nước đi rất là hay, pháo tấn lên để qua vỏ sắt cục. Trong trường hợp nếu pháo kéo dài thì gắn bị sắt cục, pháo phải kéo dài tới dưới để cản pháo. Đến đây bên đỏ quan sát nước đi đỏ rất là hay, pháo bình qua. Thì bên xanh một là vô pháo cạn thì pháo quay về bắt chốt, chốt mất sẽ thua như biến trước. Ta quay lại giai đoạn này, xanh chỉ còn một lựa chọn là chốt vô thôi. Và hiện tại bây giờ đỏ dùng tuyệt chiêu nước đi rất là hay, đó là tấn pháo xuống. Trường hợp chốt ăn vô tượng thì pháo qua sắt cục không đỡ được. Ta quay lại ngay lúc này, nước đi bắt buộc là pháo xanh phải vô cản pháo lại. Thì giai đoạn này ba chốt sẽ hoạt động, chốt vô chiếu thì tướng phải ăn ra thôi, hết đường rồi. Tiếp tục chốt chiếu, tướng lên không được, tướng phải vô. Đến đây pháo mới quay trở về bật chốt và có đường dọ qua sắt cục. Lúc này chốt đang hở rồi thì nước đi bắt buộc pháo xanh phải lên để rà qua vô để cản. Thì bên đỏ sẽ dùng pháo ăn chốt, vỏ sắt cục, buộc pháo xanh phải cản mặt lại thôi. Thì pháo đỏ tấn tới, pháo xanh có lưu cỡ nào thì pháo tấn. Xanh chỉ còn pháo bình vô và pháo đỏ ép xuống. Xanh hết cờ đi và đỏ thắng, ván cờ kết thúc. Chúc tất cả anh em xem cờ vui vẻ.